Xin chào cả nhà. Hôm nay tóc tay xù xịt là mình mới gội đầu. Mình xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyệt Phạm. Mình đang sống tại thành phố Cupel, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Mình chúc mọi người có một ngày mới an lành, hạnh phúc, ấm áp và luôn may mắn nhé. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe. Mới gội xong nó xù xà xù xịt ra. Rồi, các bạn biết không, mới hôm qua thì khoe với các bạn là trời nắng ấm đúng không? Trời nắng ấm rồi mặc quần sọc áo thun đi ra ngoài đường để tập thể dục. Đúng là như vậy thật. Mà thay đổi thời tiết phải nói là cái đất nước này mình phải cho nó là thời tiết nó quá ư là khắc nghiệt. Rất là khắc nghiệt luôn đó. Mới hôm qua thì nắng chang chang xong là ấm áp lắm. Mà hôm nay trời ơi, các bạn có tin không? Ở ngoài trời đang 1-2 độ này. Nó lạnh mà đến mức độ mà mình mặc đồ mùa đông mà mình mặc đồ kiểu như là mặc mấy cái quần, mấy cái áo nhưng mà cái đồ mà kiểu như để chống tuyết luôn ấy. Để mình đi ra ngoài mình chạy bộ. Tại vì mình bỏ tập là mình không có chịu nổi thiệt. Nếu mà bức quá thì mình cũng phải chạy ở trong nhà. Mới trở chân tay lạnh ngắt nữa chứ. Thì hôm qua mình cứ nói là mình tắt cái máy hít đi là vì trời nó bắt đầu nó tắt đi hai hôm nay rồi. Thì mới thấy là không cần sử dụng đến máy nóng nữa. Tắt đi. Thì hôm nay mình vẫn để luôn như vậy, mình quên mình không mở gì. Xong mình mới thấy ủa sao ở trong nhà mà nó vẫn lạnh dữ trời. Thì ra ngó thì cái máy hít thực ra là mình tắt mấy hôm mình không nhớ. Xong là mình mới tự lại ngộ ra được một điều là thế mới biết là mình bất kỳ một cái gì trên cái cõi đời này mình phải phụ thuộc vào nó ấy, thì nó rất là phức tạp, nó rất là làm cho mình cứ phải chạy theo nó, có khi là mệt. Cái thứ nhất nhá, mình xài cái máy hít là mùa đông thì chính ra nó còn đỡ tốn hơn mùa hè. Mùa hè mà chạy, tức là khi có mùa đông thì chạy suốt không bỏ một ngày nào máy hít máy sưởi, mùa hè thì mở suốt không bao giờ bỏ máy lạnh. Tất cả văn hóa Mỹ, người dân Mỹ kể cả là người Việt mình sang đây cũng như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam mình có xài thì mình chỉ xài theo giờ, tại vì mình tiết kiệm. Đây là mình nói rất chân tình. Ở Việt Nam ấy là ví dụ buổi trưa mình đi ngủ trưa nó nóng quá thì mình sẽ mở ra một lúc, xong đến lúc khoảng 3 giờ chiều là mình tắt đi. Xong đến tối ấy, trước khi mình chuẩn bị đi ngủ ấy, mình mở nó lên, xong đến độ khoảng 1-2 giờ sáng là mình tắt. Đó là nó luôn luôn như thế. Đó. Còn ở bên này đã mở là mở luôn vì chính là người ta nói là nếu mà mình xài máy mà mình cứ tắt đi thì mỗi một lần nó phải làm nóng lên hay làm lạnh lên ấy, thì nó sẽ bị tốn nhiều điện. Mà ở đây thì đúng là như vậy, mùa hè thì nó nắng dữ dội lắm chứ không có giỡn đâu, mà mình không xài máy lạnh cũng không chịu được. Mà mùa đông nó cũng vậy, nó rất là lạnh, làm sao mà mình có thể mà mình bỏ ra được. Thì hôm nay mình thấy nó lạnh quá mình quên. Thì thực sự bây giờ chân tay mình vẫn đang lạnh, rất lạnh luôn. Xong cái mình nghĩ bụng mình nói chứ mình sẽ gan lì, mình sẽ không mở thử xem. Tại vì thực chất mà nói là 35 tiểu bang của Mỹ bây giờ vẫn đang phải chịu một cái mùa đông giá rét vô cùng tận. Cúp điện, mình cần có điện. Tuy là mình không mở máy hít nhưng ít nhất là mình cũng có điện. Vì hai nữa là mình không có bão tuyết. Đó. Ở ngoài là nó kiểu như nó, cái thời tiết nó như mùa thu ấy. Nó cũng không phải là mùa xuân vì nó không mưa. Đó. Thì mình mới nghĩ là cứ thử đại vậy cho nó ra làm sao. Chịu khó mặc đồ ấm ấm xíu. Nhưng mà công nhận là khi mà mình phải sử dụng đến nước á, thì nước cũng có máy, một bên vòi là nóng, một bên vòi là lạnh đúng không? Thì mọi khi mình mở máy hít ý, thì mình thấy trong nhà nó ấm áp với ai. Nó là mình rửa chén, rửa bát, nấu ăn, mình cảm thấy nó cũng bớt lạnh lắm, thiệt. Mà hôm nay thì mình cứ thử xem nó như thế nào. Thử trải nghiệm xem là không có máy hít, trời ngoài đang rất lạnh,
xem là đi đến đâu. Mình phải tự gọi là tự check chính mình xem là nó như thế nào nhé. Hôm nay mình đây mình giới thiệu với mọi người là mình có cái cây này, là cái cây thần tài. Cái cây thần tài này con mình cũng mua ở chợ Việt cách đây khoảng 3 năm, con mình mua tặng mình lúc sinh nhật, mà lúc mua nó nhỏ xíu. Cái cây nó được có mấy nhánh thôi, nó nhỏ xíu mà bây giờ nó lớn như thế này. Nếu mà mình trồng ra vườn hoặc mình trồng vào cái chậu to hơn nữa là nó lên, mình phải cắt đi rất là nhiều. Bạn thấy những cái nhánh của nó kỳ là đẹp luôn. Nó ra mùa đông là nó bị xấu đi đó. Mà mình toàn phải đưa vào trong nhà, hễ nó lạnh quá là phải đưa vào trong nhà nó biết sống nổi. Nếu mà đưa ra ngoài kia nó chết queo rồi. Trời ơi, bây giờ mấy cái bằng 35 bằng kia bây giờ nhá, cúp điện. Không có lò sưởi, không đi ra đường được, đường nó đóng băng đóng tuyết, người ta đóng cửa, người ta báo động không cho ra đường luôn. Đi ra nguy hiểm đến tính mạng nên không được ra. Rồi không biết lấy gì mà ăn luôn. Nên là các bạn thấy đó, cuộc sống đấy, ngay như cái thời tiết thôi, thay đổi liên sùng sục. Mới hôm qua nắng hôm nay lạnh ngắt. Nên là mình thấy nhiều lúc đó, mình thấy cuộc sống này thực sự rất là mong manh. Thiên nhiên thì nó cứ liên tục thay đổi, khí hậu thay đổi, thế này thế nọ thế kia đủ thứ. Rất là nhiều người điện thoại hỏi mình về cái việc là chính những người bên Mỹ này nè, hỏi mình là bây giờ nhà đất ở Việt Nam nó có mắc quá không này nọ. Mà mình thì mình nghĩ là mình tính là mình không có làm, thời gian này mình không làm về cái vụ bất động sản nữa, mình chỉ làm mấy cái video vậy là đủ rồi. Nhưng mà cũng nhiều người hỏi quá nên là mình sẽ chêm vào một xíu nha. Mình đã nói là ở Mỹ bây giờ cũng vậy, nhà đất thì bây giờ cũng không phải là đóng băng, nhưng mà nói thật chứ cũng chẳng ai bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nhà trong cái thời buổi nó như thế này. Mình cho là thời buổi loạn lạc, mọi người nghĩ thế nào chứ đối với mình cho là loạn lạc. Bởi sao? Chiến tranh hù dọa nhau suốt. Dịch bệnh đâu đã hết đâu, vẫn các nơi vẫn còn. Lạm phát, công ty làm ăn thua lỗ, phá sản. Con người thì mất việc làm, bao nhiêu người mất, bao nhiêu người mất việc làm ở bên cái nước Mỹ thì mình thấy nó hàng ngày, hàng hà ra luôn. Chưa nói đến Việt Nam, mình xem thông tin mình cũng biết luôn. Rồi người nhà của mình ở Việt Nam nói. Thì các bạn phải biết là bởi vì cái điều đó thì cái lúc này mình tính là mình không có nói về bất động sản đó, vì nói thiệt chứ bây giờ lo ăn mình không xong nữa đâu mà còn nói đến bất động sản. Bởi vì á, nếu mà người ta giàu, thật là giàu thì người ta đã mua no mua đủ. Còn bây giờ thời buổi này mình bảo người ta kinh doanh, người ta không kinh doanh nữa, bởi vì nó đang trong cái kiểu như là người ta không biết nên đi hướng nào thật ấy. Còn những cái người mà ở bên này thấy kiểu như rất nhiều người họ nói mà mình thấy đúng, mà mình là người thực tế đang ở đây mình thấy đúng. Ví dụ người ta lớn tuổi rồi, người ta muốn trở về quê hương của người ta mua một mảnh đất, người ta xây cái nhà lên, người ta ở trong một cái quá trình mà gọi là suốt một cái thời, tức là gọi là cái tuổi xế chiều. Vừa được về quê hương của mình, nếu mà mình có rời xác thì mình cũng cần được để cái xác lại ở quê hương, cũng gần gũi tổ tiên ông bà đúng không? Rồi cần được thưởng thức những món ăn ngày xưa đã từng thưởng thức đó. Cho nên là các cô chú mấy người hỏi mình thiệt thì mình trả lời là nếu các cô chú muốn về Việt Nam, muốn mua nhà mua đất ở Việt Nam thì bây giờ đang
đang là một cơ hội vô cùng lớn. Có rất là nhiều những cái sản phẩm mà người ta bị nợ nần ấy, người ta bị thua lỗ ấy, người ta đã phải giảm giá kịch sàn luôn để người ta tống táng, thì giống như để người ta cắt lỗ. Vì vậy nên nó đang có rất là nhiều những cái nhà rẻ, đất rẻ, mà những cái nơi nó cũng rất là đang sống luôn. Ví dụ như thành phố Bà Rịa, Châu Đức, Châu Pha, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Xuyên Mộc, Bình Châu, Nước Nóng, hay là đi sang bên phía Đồng Nai. Nhưng mà Đồng Nai thì mình không thích, Đồng Nai, Bình Dương là mình không thích, Hóc Môn không thích luôn. Bởi vì sao? Thực ra những cái nơi đấy nó còn lộn xộn, nó không có kiểu như cái không khí nó không được trong lành lắm, và hơn nữa nó lại cũng là cái thành phố công nghiệp. Người ta mua nhà ở mà người có điều kiện, ta không bao giờ về đấy người ta mua. Mà nhất là các cô bác chú đã sống ở bên nước ngoài lâu năm thì không nên. Về cái vùng biển ấy thì nó xanh sạch đẹp hơn mà nó dễ chịu hơn. Thích thì đi ra tắm biển, ăn đồ ăn tươi sống. Thì mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ còn bây giờ mà nói là tư vấn để mà mua bất động sản thì mình nói thẳng luôn là chỉ trừ người nào giàu có, tiền dư, dư mà dư nhiều nhá, cần phải để ra một cái khoản là trong ngân hàng hay là ở túi của mình, trong nhà mình, để mà có cái biến gì thì mình cần có cái mà mình xài. Còn nếu mà mua hết luôn thì đến lúc ấy là cũng mệt đấy. Bây giờ là không có nên làm cái gì mà nó phiêu lưu các bạn ơi. Trời nó lạnh, tay chân mình đang lạnh ngắt. Mình có cái một cái tật rất là xấu ở cái chỗ là hễ mà mùa đông ấy là chân tay lạnh trước, mà nó lạnh kinh lắm, nó lạnh giống như là kiểu như là băng tuyết vậy đó. Thành ra ở trong nhà suốt ngày cũng vậy, nhưng mà cứ hay đeo vớ rồi đắp mền, xong là đắp hai ba cái chứ nha. Mà trong cái đó mở máy hít thì không sao, nhưng mà không mở là thật sự là mình thấy vậy. Mình mới biết có một cái thời ngày xưa mình còn trẻ, mình ở xứ Bắc ấy, mùa đông ở ngoài Bắc cũng khá lạnh, vậy mà không có máy hít, không, chỉ có mỗi nóng lạnh quá thì đốt củi hoặc đốt than, bố mẹ đốt ở giữa nhà cho các con sưởi, hoặc là đắp thì đắp chăn chăn bông, đệm cũng không có luôn, nằm bằng chiếu á. Ngày xưa làm gì có đệm ở đâu ra, nằm bằng chiếu hoặc là nằm bằng cái gì nhỉ, cái giống như cái tre, xong người ta gọi là cái đấy, mình không, nói chung mình không nhớ, mình chỉ biết là cái tre, xong họ đập tre trúc, họ đập dập nó, xong họ đem họ để lên để nằm cho nó mát đó. Thì đó mình không nhớ tên, nhưng mình chỉ nói được vậy thôi. Rồi mùa đông đó, nó lạnh như vậy mà phải rửa rau, rửa cỏ, phải nấu cơm, vo gạo, rửa chén. Thì ngày đấy mình nhớ là nó khá là lạnh luôn đó. Mình không phải làm, cần bé thì mẹ làm với chị làm, nhưng mà mình hiểu được cái đó, mình tại vì mình cũng có nghịch trao chát chứ phải không. Rồi hai nữa là nếu mà rửa mà nó có mỡ ấy, nó dính vào bát chén mà không biết làm thế nào để chân đi được, tại ngày xưa làm gì có xà bông rửa chén. Thì mình nhớ là mẹ chuyên môn nấu nước nóng đổ vào cái chậu chén bát đó, đũa đó, sau nồi đó, xong rửa thì nó đi được cái đám mỡ đấy, nhưng mà nó không có sạch được hết, thiệt. Các bạn cứ nghĩ là các bạn ăn mỡ, ăn cá, ăn đồ này, thịt cá ví dụ đó, vậy đi, nó dính nó bám đầy vào vậy, mà trời thì lạnh, càng lạnh nó càng keo cái chất mỡ đó vào trong bát chén. Mà giờ bằng nước nóng thì nó chỉ gọi là nó phai ra được cái phần nào, còn cái sự mà nó còn cái sự tanh, nó còn cái tanh, nó còn cái mỡ, cái đồ là nó đâu có đi hết được. Nhưng mà ngày xưa lại hay ở chỗ bà, các cụ bố mẹ cha ông mình rất sạch, tức là rửa vậy xong, xong là bắt đầu tráng nước sôi đi lại mấy lần, xong bắt đầu phơi. Mùa đông phơi đi chăng nữa thì nó vẫn được khô ráo chứ không đến nỗi, như tại vì nó có gió, nó hanh hao mà. Còn nếu mà mùa hè thì cũng vậy, ăn xong rửa chén xong là phơi. Mẹ thấy lúc nào mẹ cũng có cái chỗ phơi giống như kiểu úp nó vào cái rổ, xong để lên trên một cái thau, xong để lên trên một cái bể nước đó, thì nó rất là
Vậy mình mới thấy là đó, cái thời bấy giờ vậy mà mình còn bé như vậy. Mình vậy mà mình vẫn sống qua được những cái gọi là đấy, gọi là chinh chiến cái tuổi thơ dữ dội đấy. Vậy còn bây giờ lớn, thậm chí là già đầu rồi mà chỉ cần hơi một tiếng, ví dụ như hôm nay này mình trời lạnh mình không mở máy máy hít này, mình thử, mình nói thiệt mình sẽ thử xem là mình sức chịu đựng của mình được đến đâu, nhưng mà thấy quả thật là tay chân mình đang rất là lạnh, nhất là chân, còn cái tay ấy, tự nhiên từ nãy giờ mình ra mình nói với các bạn giống như kiểu nó nóng lên ấy. À thì cái tay nó bớt à, nhưng mà cái chân là nó đang lạnh dữ rồi. Ngày xưa xin lỗi các bạn, I'm sorry. Và nữa là các bạn biết đấy, những người mà ở Việt Nam mà mới sang đây khoảng như mình này, hoặc là sang mình trước mình khoảng 5-10 năm trước, thì gần như người nào cũng than. Than là ở Mỹ khổ quá, tôi muốn đi về Việt Nam, trời ơi tôi thấy ở đây thế nọ thế kia. Tức là nếu mà nói về môi trường, về an sinh xã hội, về giáo dục, về y tế thì với môi trường thì không không ai có thể mà chê được, hay là ai mà có thể mà nói là ở đây không ổn, thì là cái đấy không có. Có nghĩa là nó vô cùng ổn, những cái vấn đề mình vừa nói, ví dụ như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, trường học, các thứ, cây cối, cảnh vật, không khí, nói chung giao thông, những cái thứ luôn tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Nhưng mà đổi lại thì nó rất là nhiều cái vấn đề. Thì những người lớn như tụi mình thì chỉ muốn trở về cội nguồn là chính, chứ không có muốn phiêu lưu nữa. Tại vì lớn rồi, tuổi này là cái tuổi đi vào trong rồi. Thì tại sao mình lại phải nói như vậy? Bởi lý do như thế này. Mới hôm qua Việt Nam và tức là công an Việt Nam và công an Mỹ gì đấy, FBI hay gì gì đó, là đã bắt lại bắt người Việt Nam mình, một cái cậu sinh viên nào đấy là trốn, à quên, làm giấy tờ giả, lấy thông tin giấy tờ giả à, của một người nào đó, ăn cắp thông tin của một người nào đó, xong bắt đầu cho vào cho mình, tức là để làm thủ tục hợp thức hóa để xin visa đi sang Mỹ du học. Thì Việt Nam mình, công an Việt Nam mình với lại phối hợp với Mỹ là mới bắt được cái cậu đó rồi. Thì các bạn thấy nhé, rồi mới đây thì 6-7 người từ Canada trốn sang, rồi đường Mexico cũng vậy, trốn vượt biên sang đây, người Việt mình ấy, chưa nói các nước thì mình không nói nha. Rồi rất rất nhiều những trường hợp kết hôn giả, rồi lao động, nói chung là họ đi bằng mọi cách, bằng mọi giá. Thì mình không hiểu luôn, mình không hiểu, không hiểu là mọi người có một suy nghĩ như thế nào, mọi người định hình về nước Mỹ ra sao. Tại vì bây giờ công nghệ thông tin này, nó trên mạng, trên YouTube, trên báo đài, nói thiệt chứ ở trong rừng trong núi mà cần biết cơ, đâu có phải làm sao mà không biết được đất Mỹ, nước Mỹ đang như thế nào, đất nước Việt Nam ra làm sao, đất nước này nước kia như thế nào. Chỉ có đứa trẻ lên 3 thì may ra nó không đọc thông tin, nó không biết, chứ còn không ai là không biết. Tôi biết là mỗi người có một ước mơ, một hoài bão và một cái sự trải nghiệm, một cái sự lựa chọn, một cái cách sống, một cái nhìn nhận. Đương nhiên không thể áp dụng tất cả mọi người giống mình hay mình giống mọi người được. Tuy nhiên là tôi cứ nhân đi nhân lại, làm sao mà tôi cảm thấy nó giống như là một cái điều gì đó mà nhức nhối lắm. Nên là tôi tin rằng những cái điều mà tôi nói đây, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mình quyết định. Riêng nước Mỹ không bao giờ các bạn làm giả dối được một cái gì đâu. Đó, vừa rồi bạn bắt mấy trăm người luôn đó, cái vụ kết hôn giả, xong rồi tống về Việt Nam đó. Trước khi đi là trước khi tống về Việt Nam, nó cho đi tù một thời gian đủ quy định pháp luật, phạt này phạt nọ tiền bạc, xong bắt đầu nó mới tống về, chứ đâu có phải tự nhiên nó tống luôn cho đâu. Mà lại cần những người sang đây có khi mấy chục năm rồi, tự nhiên bây giờ nó phát hiện ra là kết hôn giả.
hồ sơ, rồi có nhiều người thì đi đường này đường nọ, rồi du học sinh thì trốn ở lại đi làm chui làm những thứ thì tôi ý tôi mới nói là trời ơi quê hương Việt Nam thì mình dễ thương lắm, đáng yêu đáng sống lắm đấy, càng vùng nông thôn càng thích, càng dễ sống, càng an nhàn, càng hạnh phúc, càng trong lành, tự cung tự cấp. Biết bao nhiêu là những người nổi tiếng ấy kìa. Tôi có mấy người bạn làm về báo chí, làm về truyền thông, nói chung những người nổi tiếng kìa. Đang ở Việt Nam, họ ở giữa lòng thành phố Sài Gòn, họ bán hết nhà đất, con còn nhỏ xíu vậy này. Đi lên rừng núi ở kìa, đi lên Bảo Lộc, Lâm Đồng này nọ kìa, đi tìm những cái chỗ càng nhiều cây cối càng hoang sơ họ càng thích. Họ xây cái nhà tạm lên họ luôn, hai vợ chồng hai đứa con luôn, còn cần bé tí không cho con đi học luôn, tự ở nhà bố mẹ dạy dạy học. Rồi có rất nhiều người Mỹ đi, họ lấy chồng Việt Nam hoặc lấy vợ Việt Nam, họ theo vợ hoặc theo chồng về Việt Nam sống, hoặc là đi nước nào đấy không ở Mỹ chẳng hạn đấy, họ thích sống ở cái nơi nào đấy mà họ thấy nó bình yên ấy. Họ rất thích người Mỹ, người nước ngoài họ ngộ lắm, họ không thích nhà mặt tiền đâu, chỗ nào mà gần xa lộ, gần freeway, gần những cái mặt đường mà người xe cộ đi lại tấp nập là người ta không thích. Người ta chỉ thích ở những cái chỗ kế cạnh bên rừng, kế cạnh bên núi, kế cạnh bên sông, bên biển đấy, ví dụ. Tại bên đây nhà mặt tiền đâu có kinh doanh được đâu mà đòi, thì những cái sản phẩm đó cũng chỉ là tiêu sản thôi. Nhà bên Mỹ toàn là tiêu sản thiệt, tại vì ở không có kinh doanh đâu, mà trong khi đó mình ở thì nhà đất nó lên rất là chậm, chậm vô cùng luôn, phải nói nó là cực kỳ chậm, năm nó lên được chắc đâu có khi nó cứ như mấy năm nay làm gì lên nữa. Như đợt vừa rồi ai mua vào cái thời điểm mà cách đây khoảng năm thì nói thật bây giờ cái đang lỗ, lỗ 50 ngàn, 100 ngàn là chuyện bình thường luôn. Đấy thì các bạn chưa tính là những cái năm khác ấy, nhà đất nó rất là rẻ. Nhưng mà ở chỉ ở được thôi mà lại cần, trong khi đó nhá, một tuần có 7 ngày. 7 ngày thì người nào mà gọi là người là nào mà làm mà kiểu như là cái gì gọi là người đấy gọi là làm mà kiểu như đúng giờ đúng giờ, có nghĩa là họ chỉ làm theo kiểu như quan chức đấy, tức là chỉ làm một ngày 8 tiếng, một tuần 5 buổi thì họ được nghỉ thứ bảy chủ nhật, thì đúng có mỗi 2 ngày đấy trọn vẹn họ được ở nhà nhà họ, trong khi họ phải mua cái nhà mấy trăm ngàn đô họ vất đấy, có phải là tiêu sản không, nó không đẻ ra được cho họ cái gì luôn đó. Thậm chí nó cần hư hao, họ cần phải sửa. Nhưng mà nếu như cũng cái tiền đó mà mình mua ở Việt Nam nó lên nha, kể cả là ở vùng quê, nó có một cái không biết cái đấy là cái đấy mình chả hiểu. Kể cả là bạn bạn mua đất ở quê nhá, bạn vất đấy 2 3 4 năm sau, trời ơi, tự nhiên lên gấp 3 gấp 4 luôn, không kinh doanh luôn, mua giống như mua để dành vậy đó. Xong tự nhiên cái có những người, người ta đi qua người ta thấy miếng đất đẹp người ta hỏi xong là có những người nhá, nhiều người hỏi quá họ họ giống như họ phát giá kiểu trên trời dưới đất ấy, nhưng mà tự nhiên người ta vẫn mua, người ta lấy cần cho là người ta mua hớ, mua rẻ, mua được rẻ. Còn cái người bán thì người ta không tưởng được rằng trời ơi sao mà tự nhiên tôi lại tự nhiên tôi trúng số rồi trời, tôi mua miếng đất ấy đâu có mấy chục triệu à, tôi vất đấy mấy năm sau tự nhiên có người họ cứ hỏi hoài. Mấy mấy cái người mà môi giới ấy, người ta cứ tự tìm tìm lần ra những cái người chủ đất xong người ta đưa khách đến, thế thì người ta cũng giống như kiểu tao cứ phát giá chơi vậy biết đâu được, giống như kiểu nói cho nó qua chuyện, nói mình giống như cái người chủ, người ta nghĩ là mình nói trên trời dưới đất vậy là nó sợ, nó không dám mua, nó đi, tại vì mình đâu có ý định bán đâu. Xong là cuối cùng tự nhiên họ trúng số thật cả chục tỷ, vài chục tỷ là chuyện bình thường luôn. Đấy là nhà đất ở Việt Nam nó có cái vấn đề như vậy mà mình thấy rất là ok. Còn ở bên Mỹ nha, mua một cái nhà trả đóng thuế đóng này đủ thứ chuyện cho, nói chung không 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 ham ấy. Nhưng mà người giàu á thì mình nghĩ khuyên nhé,
nếu mà người giàu, người nào mà giàu có đủ điều kiện ấy, thì những người đấy cho nên cho con đi du học ở bên Mỹ cho nó được trải nghiệm này, cho nó được phát triển bản thân để nó được ông Mỹ ông ấy tôi luyện cho có cái tính tự lập cao này, rồi nếu mà học tốt thì cũng có việc làm tốt, rồi cũng lương cũng quá là cao, xong là gia đình thì lại có điều kiện mà sang đây mua vài cái nhà, một cái cho thuê chẳng hạn thế, một cái thì ở, xong là con cái mà làm học tốt quá trường người ta vẫn giữ lại nha, làm giảng viên hoặc làm học giỏi quá là có những cái công ty nó liên kết ý, là nó sẽ nhận lại những cái học sinh sinh viên đó là những người giỏi đưa thẳng vào công ty làm luôn và lương rất là cao luôn, và người ta sẽ bảo đảm cho anh ta có thẻ xanh hay chị ta có thẻ xanh 10 năm luôn, bảo đảm luôn mấy năm sau anh chị có quốc tịch luôn. Đấy là những người giỏi. Còn lại cần những người giàu nữa. Những người giàu là có rất nhiều người họ sang đây mua nhà kinh doanh. Họ cứ mua xong họ cho thuê. Họ tự cái nhà đó là nó tức là họ mua xong họ cho thuê thì thuế với tất cả mọi thứ họ ghi một cái người thuê. Họ dư ra được ít. Với lại nhà đất thì đương nhiên không bao giờ mà nó dừng đậy lại rồi, nó đương nhiên nó phải lên, lên ít hay nhiều cũng phải lên. Thì bây giờ chốt lại là những cái người mà muốn đi sang Mỹ thì mình cũng không có bảo là mình không xui không khiến không 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 tự nhiên nhảy vào nhà người ta mà nói với người ta là ơ sao tự nhiên cô chú anh chị lại đòi đi chẳng hạn đấy, mình không có một cái gì khác, mình chỉ có một cái lời khuyên chân tình là đi thì cảm thấy mình mong muốn đi, mình muốn trải nghiệm, mình muốn đến một nơi khác mình sống thì điều đó là mình nghĩ là mình ủng hộ thôi, nhưng mà đi với cái điều kiện phải là đầy đủ thủ tục pháp luật, đúng theo quy định của pháp luật của sở di trú Mỹ, đủ điều kiện bất kỳ trong trường hợp nào cũng vậy, đi thì đi cho nó minh bạch cho nó đàng hoàng, có vậy các bạn trong đây mới có giấy tờ để đi làm, chứ nếu mà các bạn đi chui không bao giờ sang đây đi làm được, còn nếu mà sang đây mà các bạn hên rồi các bạn chui lủi được xong các bạn lại đi xin xin việc cũng chui luôn, ở cũng chui luôn. Rồi để các bạn đi đâu các bạn sợ giống như có người ta đang săn đuổi mình, sống trong một cái kiểu một kiểu mà sống trong một cái đấy gọi là cái gì cứ phải chôn chui chôn nhủi cửa đấy thì mình nghĩ là không đáng sống thiệt, thà là mình về quê mình sống quê hương mình gia đình mình đất nước mình. Còn cái lời mà chia sẻ thứ hai mà khuyên các cô, các chú, các anh chị, bạn bè mà muốn về Việt Nam mua nhà đất để ở khi tuổi già, hoặc là muốn về lập nghiệp, hoặc là muốn về kết hôn, hoặc là không thích sống ở Mỹ nó đi về. Đấy là cái quyền lựa chọn của mỗi người thì đúng là thời điểm này là thời điểm vàng cho các cô chú, các anh chị là những người có tiền và muốn trở về Việt Nam. Đó là thời điểm vàng. Tại vì tại sao mình phải lên đây mình lại cứ nói những cái việc như thế này? Bởi vì có người rất là nhiều người điện cho mình luôn đó các bạn. Ở trong cái face à trong cái kênh YouTube của mình trên màn hình ấy là mình có để số điện thoại email của mình nha, có Zalo, Facebook luôn nha. Nên là người ta sẽ tế nhị lắm, người ta không có nhắn đâu. Mà những người người ta đi lâu ấy, thì thường thường là người ta về hưu rồi, người ta lớn tuổi rồi và người ta có tiền thật ấy. Người ta tích lũy tiền để người ta cũng đã có một cái dự định rất là lâu năm rồi để người ta trở về Việt Nam khi người ta về hưu. Người ta sống. Nó dễ sống, nó thoải mái, ăn đồ ăn tươi sống ngon lành, không phải ăn đồ ướp lạnh. Về quê mua miếng đất, tự cung tự cấp, tự trồng rau mà ăn. Vừa vui tuổi già, vừa khỏe re. Y tế cũng rẻ, cũng không đến nỗi mắc. Mà cứ sống thanh bình khỏe mạnh thì đâu có phải đến bác sĩ làm gì. Đúng. Cho nên nói bây giờ cuộc sống nó diễn ra mỗi giây mỗi phút mỗi ngày trôi đi như vậy, mình nói thiệt chứ cuộc sống này quý giá lắm.
Chỉ cần mình còn được ở đây giây phút nào mà mình khỏe mạnh, mình còn ngồi nói chuyện với các bạn được như này thì mình đã là vô cùng cảm ơn và biết ơn cuộc sống này. Vô cùng cảm ơn và biết ơn là mình đã đang có mặt trong phút giây này và đang chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện hữu ích để gửi đến cho tất cả mọi người. Mong mọi người luôn luôn được khỏe mạnh, bình an, may mắn. Các bạn nếu mà thực sự cảm thấy cái kênh của mình, những câu chuyện của mình chia sẻ trên kênh YouTube Tổng hợp Ngẫm ngộ TV của mình thì các bạn miễn phí cho mình một cái like, một cái đăng ký, một cái bình luận để chúng mình chia sẻ với nhau, tương tác với nhau. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người. A Di Đà Phật.